Trịnh Văn Quyết bị truy tố tội thao túng cổ phiếu và lừa đảo. Liên đoàn Comecon kêu gọi đình chỉ tư cách thành viên của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Ngoại trưởng Vatican tới Hà Nội bắt đầu chuyến thăm 6 ngày. Việt Nam muốn tăng cường hợp tác với Nga trong lĩnh vực dầu khí. Căng thẳng Biển Đông, dân Philippines biểu tình dẫm đạp hình nộm Tập Cận Bình. Đô đốc Mỹ tố Trung Quốc đang cố gắng giành không gian lãnh thổ bằng võ lực. Nga-Trung sắp bắt đầu đối thoại an ninh Á-Âu. Israel tăng cường áp lực quân sự lên Gaza. Ukraine tấn công nhà máy sửa chữa hàng không của Nga. Ông Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch tập đoàn FLC, hôm 8 tháng 4 bị truy tố hai tội danh, thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau hơn 2 năm bị khởi tố điều tra, truyền thông nhà nước đưa tin. Có 50 đồng phạm khác cùng bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố trong vụ án, cùng với hai tội danh vừa kể và hai tội danh khác là lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán. Với tội danh thao túng thị trường chứng khoán, ông Quyết bị cáo buộc đã thông qua em gái mượn giấy tờ của nhiều người để mở 500 tài khoản chứng khoán, rồi dùng các tài khoản này để thổi giá 5 mã cổ phiếu, kiếm lời 723 tỷ đồng, tờ Người Lao Động dẫn cáo trạng cho biết. Với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông Quyết bị cáo buộc đã chỉ đạo cấp dưới cũng như nhờ họ hàng lập hồ sơ góp vốn khống vào công ty cổ phần xây dựng Pharos, qua đó nâng vốn điều lệ của công ty từ 1,5 tỷ lên thành 4.300 tỷ đồng, rồi dựa trên số vốn khống này niêm yết 430 triệu cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó ông Quyết đã bán ra hơn 391 triệu cổ phiếu, chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng. Qua cả hai hành vi, hơn 30.000 nhà đầu tư nhỏ lẻ đã bị ông Quyết lừa đảo chiếm đoạt, tổng cộng 4.343 tỷ đồng. Trong số 50 bị can cùng bị truy tố với ông Quyết, có các quan chức đã chấp thuận cho ông đăng ký công ty đại chúng, niêm yết cổ phiếu và lưu ký chứng khoán, theo báo Người Lao Động. Hai em gái của ông Quyết là Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga, cùng với em rể là Nguyễn Văn Mạnh cũng bị truy tố về hai tội, thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. VN Express đưa tin, tập đoàn FLC được ông Quyết thành lập từ năm 2009, kinh doanh bất động sản, chứng khoán, dịch vụ du lịch với 15 công ty con, 2 công ty liên kết và 5 mã cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán. Liên đoàn Comecon kêu gọi Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc khẩn trương hành động vì cho rằng chính quyền Việt Nam đàn áp cộng đồng Comecon, đồng thời kêu gọi Liên Hiệp Quốc đình chỉ tư cách thành viên của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Liên đoàn Comecon, tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Mỹ, viết trong thư kiến nghị đăng trên trang web change.org rằng cuộc đàn áp gần đây của Việt Nam đối với cộng đồng người Comecon bản địa đã đến mức báo động, với nhiều báo cáo về các vụ bắt giữ tùy tiện, bỏ tù bất công và đàn áp tôn giáo, đồng thời nêu ra hàng loạt các vụ xét xử bắt bớ người Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long gần đây, cùng với việc cưỡng chế phá hủy công trình là nơi học tập của sư sãi và tín đồ được xây dựng tại chùa Đại Thọ đầu tháng 4 năm nay. Tổ chức này cho rằng những vi phạm nhân quyền này là bằng chứng rõ ràng cho thấy Việt Nam không thực hiện đúng nghĩa vụ với tư cách là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Hôm 3 tháng 4, Tổ chức Đoàn kết Công giáo Toàn cầu cũng ra thông cáo kêu gọi cộng đồng quốc tế buộc Việt Nam phải chịu trách nhiệm về việc đàn áp có hệ thống và bịt miệng các nhóm tôn giáo tín ngưỡng thiểu số, đồng thời kêu gọi Hà Nội trả tự do vô điều kiện cho tất cả những người bị cầm tù hoặc giam giữ tùy tiện vì thực hiện quyền cơ bản là tự do tôn giáo hay tín ngưỡng. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam, Văn phòng Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc yêu cầu cho ý kiến về các chỉ trích vừa kể nhưng chưa được phản hồi. Việt Nam trước nay bác bỏ các cáo buộc vi phạm nhân quyền hay tự do tôn giáo, nói rằng chỉ xử lý những ai vi phạm pháp luật. Tổng giám mục Paul Richard Gallagher ngày 9 tháng 4 tới Hà Nội trong chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của một ngoại trưởng Tòa Thánh Vatican kể từ sau năm 1975, báo chí trong nước đưa tin. Chuyến thăm của ông kéo dài tới ngày 14 tháng 4 với các điểm dừng chân ở Hà Nội, Huế và Thành phố Hồ Chí Minh để chủ trì thánh lễ tại các nhà thờ chính tòa, theo báo Tuổi Trẻ. Tại Hà Nội, Tổng giám mục Gallagher đã gặp Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn ở trụ sở Bộ Ngoại giao chiều ngày 9 tháng 4 và dự kiến gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 10 tháng 4, theo thông cáo của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Và trong chuyến thăm lần này, ông cũng sẽ có cuộc gặp chung toàn thể Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ông Gallagher tới Việt Nam không phải theo lời mời của Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn, mà là do Hội đồng Giám mục Việt Nam mời. Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ, chánh văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam nói với VOA trước chuyến thăm.
Chuyến thăm này là một dấu hiệu nữa cho thấy quan hệ giữa Hà Nội và Vatican đang ấm dần lên. Hai bên đã thông qua quy chế hoạt động của đại diện thường trú và văn phòng đại diện thường trú tòa thánh tại Việt Nam nhân chuyến thăm Vatican của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hồi tháng 7 năm 2023. Sau đó 5 tháng, tòa thánh Vatican đã bổ nhiệm đại diện thường trú đầu tiên tại Việt Nam. Hợp tác trong lĩnh vực nhiên liệu và năng lượng sẽ góp phần quan trọng vào quan hệ Việt-Nga, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tuyên bố tại cuộc gặp với lãnh đạo tập đoàn dầu khí Nga Zarubenev hôm 8 tháng 4, truyền thông hai nước đưa tin. Tại buổi tiếp ông Sergei Guryashov, giám đốc điều hành tập đoàn Zarubenev, ông Chính khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực dầu khí dựa trên cơ sở lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, theo thông tấn Nga TASS cùng ngày. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam nói, ông Chính ủng hộ việc đẩy nhanh giải quyết các vướng mắc trong khuôn khổ quan hệ song phương hiện có giữa tập đoàn Zarubenev và tập đoàn dầu khí Việt Nam, nhưng không rõ các khó khăn đó là gì. Giám đốc điều hành Zarubenev nói, phía Nga mong muốn tiếp tục phát triển quan hệ đối tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, thương mại, đầu tư, trong đó có lĩnh vực nhiên liệu và năng lượng. Lãnh đạo Zarubenev cũng có ý định mở rộng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực mới, bao gồm cả việc phát triển năng lượng điện gió. Hơn 40 năm qua, Zarubenev hợp tác cùng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với liên doanh Vietso Petro tại Việt Nam và liên doanh Rosviet Petro tại Nga trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu khí. Quán mì lề đường này của Sài Gòn có điểm đặc biệt là đồng giá không đồng, do một nhóm thiện nguyện mở phục vụ bà con mỗi tối thứ 6 và 7 tại vòng xoay Cống Quỳnh và một điểm trên đường Nguyễn Chí Thanh. Mì được nấu ngay tại chỗ trên vỉa hè. Thời gian phục vụ là lúc 7 giờ tối thứ 6 và thứ 7 hàng tuần. Thứ 6 là tại vòng xoay Cống Quỳnh của chợ Thái Bình quận 1 và thứ 7 là 262 Nguyễn Chí Thanh quận 10. Tất cả mọi người đều là trong nhóm. Mình có một cái group riêng và có thể ai muốn phát tâm hỗ trợ cùng nhóm thì có thể tham gia vào group. Thường thì là nếu mà buổi chiều này phát thì sáng mình đã chuẩn bị sơ chế về phần rửa, cắt trứng thì mình mới ra đây mình luộc để giữ nóng cho bà con dùng. Quán trên vỉa hè này lấy đèn đường làm ánh sáng cho hoạt động, không phân biệt thực khách sang hay hèn trong phục vụ. Cái này người ta cũng có tâm, người ta làm để từ thiện rồi. Cũng trong cái thời cuộc kinh tế khó khăn nè, mọi người cũng thất nghiệp nhiều mà có cái từ thiện như vậy thì cũng rất là tốt, rất là giúp đỡ được cho nhiều người. Có nhiều người có hoàn cảnh khó khăn giống như người ta lao động chân tay giống như mấy người mà bán giấy số hay làm ly lụm ve chai đồ á, thì người ta có thể ăn thì cũng được một bữa. Các nhân viên phục vụ quán này đều là thiện nguyện viên. Họ cùng chung tay cho chế biến ở các phần ăn miễn phí dành cho bà con qua đường. Bà đó có thể là lao động mưu sinh về đêm hay hoàn cảnh cơ nhỡ phải tá túc nơi hè phố Sài Gòn. Hiện tại thì nhóm được hai món đó là bánh mì chảo không đồng và mì gõ không đồng. Có thể là xe ôm, những cô chú bán hàng rong, công nhân lao động về đêm. Có những hoàn cảnh như là họ đi xe lăn, rồi ngủ ở vỉa hè mà tuần nào họ cũng ghé đến mình. Thì đó là những lần mà mình thấy cảm động. Những kỷ niệm mà vui thì mình thấy là mình được phục vụ bà con hết lòng. Và buồn thì chắc không có gì buồn. Tôi nào cũng hoan hỷ với niềm vui. Thực khách đến đây như bà Cẩm Hồng thì rất hoan hỷ trước tấm lòng của những người làm công việc thiện nguyện này. Là cô cũng cảm thấy là cũng là cảm ơn cái nhà từ thiện này với những người mà giống như là đã tận tâm giống như là làm nên cái việc này để giúp cho người nghèo vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Bà con đến đây có đủ mọi tuổi tác, thành phần lao động. Nguyên liệu của quán là mì gói chay được nấu với thêm phần chả trứng ở mỗi tô mì nóng được phục vụ miễn phí để khách thưởng thức trong không gian hè phố đêm Sài Gòn. Hàng chục nhà hoạt động Philippines hôm 9 tháng 4 tuần hành tới Tòa lãnh sự Trung Quốc ở Manila để lên án hành động gây hấn gần đây của Trung Quốc tại vùng biển tranh chấp ở Biển Đông.
dẫm đạp lên hình nộm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, các nhà hoạt động yêu cầu Bắc Kinh ngừng gây hấn với ngư dân Philippines và ngừng gây hấn với các nhiệm vụ tiếp tế của Philippines cho binh lính đang bảo vệ một tàu chiến cũ mắc cạn ở bãi cạn Second Thomas. Philippines và Trung Quốc đã xung đột trên biển vào tháng trước, bao gồm việc Trung Quốc xịt vòi rồng vào tàu Philippines và các cuộc khẩu chiến nảy lửa giữa đôi bên, gây ra lo ngại về căng thẳng leo thang trên biển. Hành động của Trung Quốc ở Biển Đông là một ví dụ cho thấy nước này cố gắng giành không gian lãnh thổ bằng vũ lực và gây bất ổn cho khu vực, một đô đốc cấp cao của Hoa Kỳ tuyên bố ngày 9 tháng 4. Philippines và Trung Quốc đã xảy ra một loạt xung đột trên biển, bao gồm việc Bắc Kinh dùng vòi rồng và đôi bên khẩu chiến nảy lửa, gây ra lo ngại về leo thang trên biển. Đô đốc John Aquilino, chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ trong bài phát biểu trước Viện Nghiên cứu Lowy ở Sydney, nhấn mạnh các hành động của Trung Quốc chống lại Philippines, đặc biệt là bãi cạn Second Thomas, là nguy hiểm, bất hợp pháp và đang gây bất ổn cho khu vực. Ông cũng bày tỏ lo ngại về điều mà ông cho là sự đồng bộ giữa Nga và Trung Quốc. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 9 tháng 4 lên đàn Hiệp ước An ninh AUKUS của Anh, Úc, Mỹ sau những bình luận từ ba nước này liên quan đến khả năng hợp tác với Nhật Bản. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói với các phóng viên tại một cuộc báo. Chúng tôi không ủng hộ việc tạo ra sự đối đầu giữa các phe, và chúng tôi phản đối việc gia tăng nguy cơ phổ biến hạt nhân và tăng cường chạy đua vũ trang. Anh, Mỹ, Úc hôm 8 tháng 4 loan báo đang tính chuyện hợp tác với Nhật Bản thông qua Hiệp ước An ninh AUKUS, bất chấp các quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ đang gây khó khăn cho nỗ lực của các đối tác nhằm chống lại sức mạnh của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Hội nghị thượng đỉnh tại Washington giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida vào ngày 10 tháng 4 dự kiến sẽ đề cập đến khả năng Nhật Bản tham gia vào các dự án năng lực tiên tiến của AUKUS trong tương lai. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 8 tháng 4 sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết Nga và Trung Quốc đã đồng ý bắt đầu đối thoại về an ninh ở khu vực Á-Âu. Trong một cuộc họp báo trên truyền hình sau cuộc hội đàm, ông Lavrov nói nhiệm vụ hình thành an ninh Á-Âu nảy sinh và những người bạn Trung Quốc của tôi và tôi đã đồng ý bắt đầu một cuộc đối thoại với sự tham gia của những người có cùng quan điểm với chúng tôi về vấn đề này. Ông Lavrov cũng cho biết thêm rằng Nga và Trung Quốc sẽ tiếp tục hợp tác chống khủng bố. Ngày 9 tháng 4, ông Lavrov khi gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố rằng việc ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống Nga đảm bảo quan hệ Nga-Trung sẽ phát triển hơn nữa. Ông Lavrov đang có chuyến thăm Trung Quốc 2 ngày. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov trước đó cho biết chuyến thăm của ông Lavrov tới Bắc Kinh có thể được coi là sự chuẩn bị cho các cuộc tiếp xúc sắp tới ở cấp cao nhất. Xe tăng Israel ngày 9 tháng 4 tiếp tục tuần tra biên giới Gaza ở miền nam Israel trong lúc Thủ tướng tuyên bố quân đội sẽ tiêu diệt các lữ đoàn của Hamas, kể cả ở Rafah, bất kể thế giới nói gì. Ông ngụ ý nhắc tới cuộc tấn công dự kiến vào thành phố Rafah ở phía nam Gaza, trong khi quốc tế đã áp lực buộc ông phải đồng ý ngừng bắn. Cư dân cho biết lực lượng Israel đã tăng cường ném bom vào Deir al-Bala ở trung tâm Gaza, cũng như Rafah vào ngày 9 tháng 4. Hai khu vực mà cho đến nay họ chưa xâm chiếm. Viện trợ quốc tế tiếp tục được thả xuống Gaza trong khi Israel cho biết hàng cứu trợ hiện đã được chuyển đến Gaza nhanh hơn sau áp lực quốc tế nhằm tăng khả năng tiếp cận. Nhưng số lượng vẫn đang gây tranh cãi và Liên Hợp Quốc cho biết số lượng này vẫn thấp hơn nhiều so với mức tối thiểu để đáp ứng nhu cầu nhân đạo trong khu vực. Bộ Y tế Gaza nói trong một bản cập nhật ngày 9 tháng 4 rằng khoảng 33.360 người Palestine đã thiệt mạng trong 6 tháng xung đột. Hầu hết trong số 2,3 triệu người ở Gaza đang trong tình trạng vô gia cư và nhiều người có nguy cơ lâm vào nạn đói. Đoạn phim CCTV mà Reuters thu được cho thấy một vụ nổ ở Boryspil thuộc vùng Voronezh của Nga ngày 9 tháng 4. Một nguồn tin tình báo Ukraine nói với Reuters rằng cơ quan gián điệp quân sự GUR của Ukraine đã tấn công nhà máy sửa chữa hàng không số 711 ở Boryspil nằm trong khu vực xảy ra vụ nổ được thấy trong video. Bộ Quốc phòng Nga cho biết hai máy bay không người lái đã bị bắn hạ trong khu vực.
Reuters có thể xác nhận vị trí và ngày tháng theo dấu thời gian trong video và các nguồn tin Ukraine và Nga xác nhận có một cuộc xâm nhập của máy bay không người lái trong khu vực. Kiev gần đây đã tăng cường các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ của Nga nhắm vào các cơ sở quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng giúp nỗ lực chiến tranh của Moscow. Ukraine chủ yếu sử dụng nhiều loại máy bay không người lái tầm xa được sản xuất trong nước. Trong khi đó, Nga ngày 9 tháng 4 tố cáo Ukraine đã tấn công nhà máy hạt nhân Zaporizhia mà Nga kiểm soát trong ngày thứ ba bằng máy bay không người lái, nhưng tình báo quân đội Ukraine phủ nhận rằng Kiev có liên quan đến các cuộc tấn công này. Ukraine phủ nhận họ đứng sau một loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào nhà máy này trong 3 ngày qua, bao gồm 3 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào ngày 7 tháng 4 mà cơ quan nguyên tử năng quốc tế IAEA cho rằng đã gây nguy hiểm cho an toàn hạt nhân. Nhà máy cho biết chiếc máy bay không người lái đã rơi trên nóc trung tâm huấn luyện, không ai bị thương. Điện Kremlin nói các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào nhà máy hạt nhân do Ukraine thực hiện và cho biết chúng rất nguy hiểm với những hậu quả tiềm tàng vô cùng nghiêm trọng. Tình báo quân đội Ukraine cho biết Kiev không có hành động chống lại các cơ sở hạt nhân. Ông Andriy Yusov, phát ngôn viên của cơ quan tình báo quân sự Ukraine nói trên truyền hình quốc gia. Lập trường của Ukraine rất rõ ràng và dứt khoát. Chúng tôi không thực hiện bất kỳ hành động quân sự hay khiêu khích nào đối với các cơ sở hạt nhân. Các nguồn tin ngoại giao cho biết một cuộc họp bất thường của Hội đồng Quản trị Cơ quan Giám sát Hạt nhân Liên Hợp Quốc gồm 35 quốc gia mà Nga triệu tập để thảo luận về các cuộc tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia mà Nga đang nắm giữ ở Ukraine sẽ được tổ chức vào ngày 11 tháng 4. Đi để trở về là tiêu đề một chương trình sân khấu vừa được các bạn sinh viên gốc Việt trình diễn vào chiều ngày 7 tháng 4 ở ngoại ô thủ đô nước Mỹ, phục vụ các gia đình sinh sống trong vùng. Chương trình đã thu hút hàng trăm người tới tham dự, tạo ra một bầu không khí rộn ràng ngay từ trước khi mở màn. Chương trình này được các bạn trẻ tự tay biên kịch, dàn dựng và trình diễn với thời gian chuẩn bị cùng tập luyện lên tới hơn 6 tháng trước khi ra mắt khán giả. Cái văn hóa nó rất là quan trọng, nó định nghĩa mình là ai và cội nguồn của mình. Nên là tôi đã tham gia vào cái Hội Sinh viên Việt Nam GMU VSA để tiếp tục truyền bá những nét đẹp và vẻ đẹp của người Việt Nam. Thông qua việc khắc họa mâu thuẫn giữa các thế hệ trong gia đình về nghề nghiệp, tương lai của nhân vật chính, vở diễn đã khéo léo lồng ghép những hiểu biết của các bạn trẻ ở hải ngoại về truyền thống trong một gia đình người Việt và góc nhìn của các bạn về những nét đẹp trong văn hóa Việt Nam. Do phần lớn các bạn đều sinh ra và lớn lên ở hải ngoại, nên cái nhìn của các bạn về truyền thống và văn hóa Việt có rất nhiều khác biệt với các thế hệ đi trước. Nhưng qua vở diễn, người xem cảm nhận rằng các bạn trẻ rất muốn nhận được sự đồng cảm của mọi người. Tôi và chủ ban văn hóa cùng viết lên vở kịch này, nên chúng tôi rất là muốn mọi người có thể hiểu được thông điệp là đi để trở về. Đi để trở về là có nghĩa là đi đâu, mình thành công hay thất bại, thì nhà vẫn ở đó để chờ. Yeah. Đây là một hoạt động thường niên của các bạn sinh viên gốc Việt ở ngoại ô thủ đô nước Mỹ. Mỗi năm các bạn lại cho ra mắt một chương trình khác nhau, và năm nào chương trình này cũng nhận được sự ủng hộ rất nhiệt thành, không chỉ từ các bậc phụ huynh mà còn từ tất cả những người quan tâm đến việc gìn giữ và bảo tồn văn hóa Việt trong thế hệ trẻ ở hải ngoại. Cô cháu của tôi mời bảo là hôm nay chú Phước đến nghe, anh chị em sinh viên tụi con làm việc. Rồi tụi con làm cái gì? Tụi con làm cái chương trình văn nghệ để về bảo tồn về văn hóa của Việt Nam. Tôi nghe tôi xin sốt và nó đòi kê bằng mọi giá chú sẽ đi để coi tụi con làm cái gì. Và đến đây thật là bất ngờ, nhìn thấy những khuôn mặt trẻ của hàng con cháu của mình đã tiếp tục bảo vệ văn hóa và duy trì cái tiếng Việt. Mình thấy thật sự là xúc động. Dù chương trình do các bạn trẻ tự tay viết kịch bản và thực hiện hoàn toàn, nhưng các bậc phụ huynh cũng đóng góp không nhỏ trong việc góp ý, tư vấn và hỗ trợ thêm về tài chính để chương trình có thể mở cửa hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi người.
Và dù mỗi năm chỉ ra mắt khán giả một lần, nhưng chương trình đã cho thấy mối quan tâm của các bạn trẻ đối với văn hóa Việt và sự chuyển giao thế hệ trong việc gìn giữ văn hóa Việt ở hải ngoại. Khi Ukraine đổ lỗi cho tình trạng thiếu đạn dược gây ra những mất mát lãnh thổ gần đây, Hạ viện Hoa Kỳ do Đảng Cộng Hòa lãnh đạo đã không ném cho Kiev một chiếc phao cứu sinh khi họ từ chối bỏ phiếu cho dự luật chi tiêu khẩn cấp 60 tỷ đô được Thượng viện thông qua để hỗ trợ Ukraine. Không ai đồng tình với những gì Putin đã làm, nhưng khi chúng ta lấy những đồng tiền thuế mồ hôi nước mắt của mình và gửi chúng đi xa 5.000 dặm mà không thấy hồi kết, trong khi biên giới của chúng ta rộng mở và các công dân Mỹ của chúng ta đang bị sát hại trên đường phố của họ, thì đó là một vấn đề. Nhưng hầu hết, ngân sách mà các nhà lập pháp đã phê duyệt để trang bị vũ khí cho Ukraine sẽ không trực tiếp gửi đến đó. Chúng đã được sử dụng ở đây, tại Hoa Kỳ, trong các nhà máy như nhà máy ở York, Pennsylvania này, tại khu vực của chính dân biểu Scott để chế tạo vũ khí mới và thay thế vũ khí cũ được gửi đến Kiev từ kho dự trữ của Hoa Kỳ. Nhà máy ở York là một trong hàng chục cơ sở công nghiệp quốc phòng được Quốc hội bơm vốn để hỗ trợ cuộc chiến ở Ukraine. Và những cơ sở đó bao gồm từ các nhà máy tư nhân, đến các phòng thí nghiệm của chính phủ, đến các nhà máy sản xuất đạn dược thời Thế chiến thứ nhất hoặc thứ hai, đang rất cần được hiện đại hóa. VOA có cơ hội hiếm hoi được tiếp cận nhà máy đạn dược quân đội Scranton, cách York khoảng 3 giờ về phía Bắc, để tận mắt xem số tiền thuế đó được chi tiêu như thế nào. Tại đây, các thanh thép được đúc trong các lò lửa Scranton, được rèn thành vỏ đạn 155 ly. Các vỏ đạn được làm nguội, kiểm tra và sơn để tránh rỉ sét trước khi chúng được đưa sang nạp chất nổ. Sản lượng ở vùng đông bắc Pennsylvania đã tăng gấp đôi từ 14.000 quả đạn pháo 155 ly mỗi tháng khi bắt đầu cuộc chiến Ukraine lên 28.000 quả mỗi tháng hiện nay. Và nhà thầu quốc phòng General Dynamics cho biết con số đó sẽ tăng lên 36.000 mỗi tháng khi dây chuyền sản xuất mới ở nhà máy gần đó đi vào hoạt động trong vài tuần nữa. Bạn đang xem một cơ sở hạ tầng dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh. Rich Hansen, người giám sát nhà máy cho quân đội cho biết, 418 triệu đô từ tiền thuế của người dân đang tài trợ cho 20 dự án hiện đại hóa ở đây. Số nhân viên chắc chắn đã tăng lên. Và tôi tin rằng General Dynamics đã nói rằng họ sẽ tiếp tục tăng để phù hợp với dây chuyền sản xuất mà chúng tôi lắp đặt. Chỉ riêng tại nhà máy này đã có thêm 200 việc làm mới. Nhưng một quan chức của General Dynamics nói với VOA rằng những công việc đó sẽ không xuất hiện nếu không có nguồn tài trợ tăng thêm từ Quốc hội. Và nghị sĩ Matt Cartwright nói rằng những công việc đó sẽ tạo ra sự khác biệt ở những nơi như Scranton. Đó là một cú bồi lớn. Ý tôi là Scranton ở đông bắc Pennsylvania gần như đang gặp khó khăn về mặt kinh tế. Tuy nhiên, ông cho biết, mặc dù công ăn việc làm là quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn là đảm bảo rằng Mỹ không quay lưng lại với Ukraine. Nó không chỉ không giống Mỹ. Tôi ở đây để nói với bạn rằng nó không giống Pennsylvania được chứ. Chúng ta luôn đứng lên vì dân chủ và tự do ở bất cứ nơi nào nó tồn tại, và tôi không nghĩ chúng ta nên thay đổi chính sách đó ngay bây giờ. Quân đội cho biết họ cần sản xuất 100.000 viên đạn 155 ly mỗi tháng, bắt đầu từ năm 2025, để bổ sung cho hơn 2 triệu viên đạn mà Mỹ đã gửi sang Ukraine, và tiếp tục cung cấp đủ đạn cho Kiev để tự vệ. Các quan chức quốc phòng cho biết, ngành công nghiệp quốc phòng Hoa Kỳ sẽ không đạt được mục tiêu đó nếu không có nguồn viện trợ bổ sung từ Quốc hội. Robert Oppenheimer thường được ví như cha đẻ của bom nguyên tử, sinh ra và lớn lên ở Manhattan và sống một thời gian ở thành phố New York tại số 155 đường Riverside. Cũng chính tại Manhattan này, một bằng chứng độc nhất vô nhị về sự kết thúc Thế chiến II bằng bom nguyên tử, một bức tượng ở Hiroshima từng chứng kiến vụ nổ hạt nhân, hiện đang đứng ở đây. Bức tượng quay mặt về phía vụ nổ và bạn có thể thấy ở phía dưới phai màu là do chính vụ nổ gây ra. Bức tượng Shinran Shonin, một tu sĩ Phật giáo Nhật Bản, chỉ cách tâm chấn của vụ nổ bom hạt nhân ở Hiroshima khoảng 2 km rưỡi. Được đưa đến New York vào những năm 1950, hiện nó được coi là biểu tượng của hòa bình thế giới. Vào cuối những năm 1940 khi bắt đầu thành lập Liên Hiệp Quốc, Nhật Bản muốn có một đề nghị hòa bình và người dân ở Hiroshima nghĩ rằng việc gửi một bức tượng đến Liên Hiệp Quốc sẽ rất thiêng liêng và ý nghĩa. Đó là mục đích ban đầu của nó. Vì lý do hậu cần, Liên Hiệp Quốc không thể sử dụng bức tượng nên Giáo hội Phật giáo New York đã tiếp nhận bức tượng.
Một sự trùng hợp khác là Giáo hội Phật giáo New York tọa lạc trên đường Riverside, cùng con phố mà Oppenheimer sinh sống. Ở New York, chúng tôi nhận được rất nhiều sự quan tâm đến bức tượng này nhờ bộ phim, và tôi nghĩ nó rất sâu sắc. Đó là một đối trọng. Những khu vực bị tổn thương có sự đoàn kết giữa những người đến trải nghiệm bức tượng. Ông Wright nói thêm rằng có một ý nghĩa nhất định trong sự gần gũi giữa ngôi nhà thời niên thiếu của cha đẻ bom nguyên tử với một lời nhắc nhở về tác động chết người của quả bom chỉ cách đó vài dãy nhà. Học sinh tại một trường học ở Pristina có giờ học yoga trong thời khóa biểu của các em. Các học sinh nói rằng yoga giúp giải quyết căng thẳng trong kỳ thi và học các môn khác tốt hơn. Đến giờ vào lớp nhưng buổi học này không có bàn, chỉ có thảm. Học sinh tại trường tiểu học Seymel Mustafa ở Pristina tập yoga theo thời khóa biểu. Ở Kosovo, trường tiểu học dành cho lứa tuổi từ 6 đến 15. Hai lần một tuần, học sinh lớp 6 và 8 thư giãn qua các tư thế chủ chốt trong khóa học do giáo viên yoga Flaka Baliu hướng dẫn. Đây là năm thứ hai các em học bài tập tĩnh tâm này và bà Baliu đã thấy có tiến bộ. Mục tiêu của tôi là cho học sinh biết những điều cơ bản mà yoga có thể mang lại cho sức khỏe cá nhân của các em. Tôi hướng dẫn các em về những gì các em có thể làm cho sức khỏe của mình, có thể là về tinh thần, cảm xúc hoặc thể chất trong năm đầu tiên. Đó là một điều gì đó rất mới đối với các em. Các em chưa được thông tin nhiều, nhưng theo thời gian, các em dần thấy ra những gì chúng tôi đang làm và những gì các em có thể sử dụng trong cuộc sống hàng ngày từ những điều chúng tôi đang dạy các em ở đây. Điều này mang lại kết quả tích cực, khiến các em rời lớp với cảm giác rất hài lòng và yêu cầu được tham gia trở lại. Đó là một sự thay đổi đáng hoan nghênh so với việc học sách ở trường. Học sinh cảm thấy rất vui vì hầu hết các môn học ở trường các em học cứng nhắc. Nhưng ở đây các em không có bàn ghế trông cứng nhắc. Các em cảm thấy tự do hơn nhiều khi nói chuyện và tập yoga. Vì vậy, điều này được hoan nghênh đối với mỗi người trong số các em. Hành trình thư giãn và trẻ hóa này giúp các em thanh thản hơn một chút trong những ngày học tập bận rộn. Những chuyển động uyển chuyển, tư thế duyên dáng và hơi thở có kiểm soát cho phép các em làm dịu đi tiếng nói huyên thuyên trong tâm trí và đón nhận khoảnh khắc hiện tại. Yoga giúp em rất nhiều, giúp em thư giãn. Em bình tĩnh hơn khi thực hiện những bài tập này. Nó giúp ích rất nhiều cho việc học tập và các môn học ở trường của em. Đối với em, yoga rất hấp dẫn và êm dịu. Chúng em đã thực hành nó được một thời gian và nó giúp ích cho chúng em rất nhiều. Khi đó, chúng em nhận thấy khi tham gia vào các vấn đề khác, chúng em có tâm trạng tốt hơn và bình tĩnh hơn. Hơn 200 học viên đã tham gia các lớp học yoga. Khóa học bắt đầu sau khi đại dịch gây ra sự thay đổi trong thái độ về việc chăm sóc sức khỏe. Với chương trình giảng dạy của Kosovo, 10% học sinh và phụ huynh có thể lựa chọn môn học. Vì vậy, trong thời kỳ đại dịch và lưu ý đến sức khỏe tinh thần của học sinh, ý tưởng này xuất phát từ học sinh như một lựa chọn hấp dẫn hơn, và 100% học sinh đã bỏ phiếu ủng hộ nó. Đã 2 năm kể từ khi yoga bắt đầu được đưa vào trường chúng tôi, học sinh rất thích nó, và theo các em cũng như phụ huynh, nó đã mang lại kết quả rất tốt. Về mặt pháp lý, nó được đưa vào như một phần của chương trình giảng dạy âm nhạc. Nhưng bọn trẻ lại báo cáo những lợi ích trong các lĩnh vực giáo dục khác của chúng. Học sinh nói rằng trong các kỳ thi, mức độ căng thẳng giảm bớt nhờ một số kỹ thuật các em học được trong yoga, đặc biệt là kỹ thuật thở và phần thể chất, vì chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ cao và trẻ em thường xuyên sử dụng điện thoại và máy tính. Lớp học này giúp đỡ và cung cấp cho các em các hoạt động thể chất nhằm ngăn ngừa các vấn đề về sức khỏe trong tương lai do sử dụng công nghệ quá mức. Ở Pristina, hai trường tiểu học tổ chức các lớp học yoga cho học sinh. Nhưng theo bà Spesa Sala, sẽ có thêm nhiều trường học theo bước của họ.